Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và video ngày hôm nay tụi mình cùng xem thử là công viên khủng long ở gần sân bay Changi nhìn như thế nào và có những cái gì nhé. Tụi mình làm video này để hướng dẫn cho những bạn nào sử dụng những phương tiện công cộng. Và vì nếu như các bạn có thể đi Grab hoặc là có xe riêng để đi đến thẳng công viên khủng long thì nó sẽ nhanh và dễ dàng hơn rất là nhiều. Nhưng đây là kinh nghiệm mà tụi mình có được khi tụi mình sử dụng phương tiện công cộng. Thứ nhất, các bạn sẽ đi MRT tới Changi và sau đó thì sẽ lên Terminal 2. Và từ Terminal 2 chúng ta sẽ theo hướng dẫn để đi đến Hub and Spot. Và theo những cái hướng dẫn đó thì rất là dễ đi và chỉ có một đường đi thôi. Thì công viên khủng long cách Terminal 2 3 cây số. Và đường đi thì khá xa. Và đặc biệt là mùa này ở Singapore thì nếu không nắng thì nó sẽ mưa. Cho nên là tụi mình rất khuyến khích các bạn là sẽ có đi sử dụng xe đạp. Và tụi mình may mắn là có được một chiếc xe đạp ở cái khu gần Terminal 2. Và tụi mình đi lúc khoảng 2 giờ trưa cho nên nó rất là nắng. Cho nên nếu mà các bạn đi những cái giờ mà nắng hoặc là sáng thì bọn mình khuyên là các bạn nên theo dù. Bởi vì cả một cái quãng đường ở công viên khủng long sẽ không có chỗ trú. Cho nên một là nắng, hai là sẽ có mưa. Nếu như mà mưa thì các bạn sẽ không có chỗ trú. Và đây là những con khủng long ở công viên khủng long gần Changi. Oh,
và công viên khủng long sẽ nối liền với cả East Coast Park. Nếu như các bạn không muốn đi xa thì các bạn nên quay trở lại Terminal 4 để có thể đón xe về, hoặc là chúng ta đi ngược lại đoạn đường mà chúng ta đã đi để trở về Terminal 2 và đón train về, thì đó là cách đi nhanh nhất. Còn nếu như các bạn muốn thư giãn và đi giống như tập thể dục thì có thể tiếp tục và đi thẳng đến East Coast Park và đến những cái điểm public của East Coast Park để tiếp tục cuộc hành trình của mình.